cuộc hành trình góp phần đưa ẩm thực Việt lên tầm cao mới của ẩm thực Vân Hồ là một đoàn tàu, thì đoàn tàu đó đã có một cuộc hành trình vạn dặm, kéo dài suốt 33 năm, chưa hẹn ngày cập bến sân ga. Để nói về một nhà hàng bia đã có tới 33 năm tuổi đời, có lẽ sẽ khiến không ít người phải giật mình và ngưỡng mộ. Giật mình vì sự trường tồn lâu bền của một lĩnh vực kinh doanh có phần phức tạp. Ngưỡng mộ vì thành quả mà Vân Hồ đạt được sau 33 năm khiến nhiều người không khỏi mơ ước. Ngược dòng 33 năm về những ngày bia Vân Hồ thời bao cấp. Cách đây tròn 33 năm, tháng 6 năm 1991, anh Hà, chủ nhà hàng Vân Hồ ngày hôm nay đã quyết định thay đổi hình thức kinh doanh, đầu tư mở rộng với mong muốn đem hương vị bia hơi Hà Nội đến với người dân thủ đô. Tính đến nay, ẩm thực Vân Hồ đã có tới 3 lần chuyển nhà. Từ cửa hàng ban đầu ở số 51 Lê Đại Hành, bia Vân Hồ chuyển sang số 53 Lê Đại Hành vào năm 1996, 434 Trần Khát Trân, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào năm 1997 đến năm 2000. Từ năm 2001 đến nay, nhà hàng bia Vân Hồ đã chính thức dừng chân tại địa chỉ số 2B Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến với Vân Hồ là đến với không gian tách biệt với vẻ xô bồ, náo nhiệt bên ngoài, hòa cùng thiên nhiên. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm những không gian sang trọng, lịch sự để phục vụ cho tiệc gia đình, công ty. Những phòng ốc này không chỉ mang phong cách Việt cổ xưa mà còn những phòng mang phong cách hiện đại theo kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản. Không chỉ còn bán bia hơi Hà Nội thuần túy như xưa, ẩm thực Vân Hồ này đã có một thực đơn dài, các món ăn đa dạng, phong phú, được làm nên bởi đôi bàn tay khéo léo và chuyên nghiệp từ những đầu bếp đầy tâm huyết và kinh nghiệm. Sau 33 năm, Vân Hồ khoác lên mình tấm áo mới, mang nhiều màu sắc hơn, màu của kiến trúc mới mẻ, bắt kịp xu thế, màu của thực đơn đa dạng, hấp dẫn và của dịch vụ ngày một hoàn hảo hơn. Tất cả những gì ẩm thực Vân Hồ có được ngày hôm nay đều là nhờ sự nỗ lực, đóng góp không biết mệt mỏi của những người Vân Hồ và sự tin yêu, ủng hộ của quý khách hàng đối với nhà hàng. Một lần nữa, ẩm thực Vân Hồ xin gửi lời tri ân tới tất cả anh em, bạn bè, những người khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến tàu của niềm vui kéo dài suốt 33 năm qua. Mong rằng Vân Hồ sẽ luôn là nơi chia sẻ vui buồn cùng quý khách trong cuộc hành trình tương lai, để mỗi năm chúng ta lại có thêm những câu chuyện bên cốc bia Hà Nội dịu mát, cùng nhau thưởng thức cái tinh túy của ẩm thực, ngồi bên nhau mặc cho thời gian trôi. Chúc mừng nhà hàng ẩm thực Vân Hồ tròn 33 tuổi! Ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy
Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật 1 2 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. 1 2 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you.